Kính lạy Chúa là Đức Trời hằng sống Cha từ ái của chúng con. Cho con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày thánh nhật tốt lành để chúng con được nhóm trong nhà của Chúa, được nghe lời của Ngài, được hát ngợi khen tôn vinh Chúa và đặc biệt là được Ngài dẫn dắt vào trong những lẽ thật mầu nhiệm của lời Ngài. Đó là dấu hiệu Ngài đã chọn chúng con làm con cái của Ngài. Ngài chọn chúng con để huấn luyện chúng con trở nên môn đồ của Ngài. Ngài tiếp tục dẫn dắt chúng con vào những sự đã giấu kín từ các đời thượng cổ mà ngày hôm nay Ngài bày tỏ cho hội thánh của Chúa. Và những sự đó cho chúng con biết rõ rằng chúng con trong hội thánh của Ngài. Nguyện xin ý của Chúa được nên, công việc của Chúa được thấy thành. Và thì giờ này xin Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con vào trong những lời thật của lời Ngài. Hầu cho tâm linh chúng con được vui mừng, có lời của Chúa, có sức lực để làm theo mạng lệnh Chúa. Xin Chúa ban ơn và tề trị chúng con thì giờ có cần này, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học tiếp đến bài số 42 cho loạt bài xây lại vách thành Jerusalem. Cái tên nền tảng là sách Nehemi đoạn 12 từ câu 38 đến câu 39. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất, còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự. Từ tháp các lò cho đến vách rộng đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen, tháp Bea đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Từ bên phía tây của vách thành Jerusalem cho tới được nơi đền thờ của Đức Trời trong thành Jerusalem thì tốp người Juda có Nehemi đi cùng nó sẽ phải trải qua các cửa là cửa Ephraim này, cửa cũ hay còn được gọi là cửa kho, rồi tới cửa cá, tới tháp Hananeen và tới tháp Beam, rồi đến cửa chiên và tiếp theo đó là cửa ngục. Chứ ngục đây nói về nơi mà giam cầm tội nhân. Song song với cái tốp thứ nhất do thầy tế lễ Ezra dẫn đi ở bên phía đông của vách thành Jerusalem thì tốp thứ hai có Nehemi đi cùng ở vách thành phía tây cũng phải trải qua các bước được bắt đầu từ tháp các lò cho tới vách rộng của vách thành Jerusalem và họ sẽ phải tiếp tục đi trải qua các nơi như đã đọc ở trên cho tới khi họ đến được nơi đền thờ của Đức Chúa Trời trong thành Jerusalem. Và tất cả mọi điều đó là hình bóng về các bước mà thân thể xác thịt của chúng ta cũng như tâm linh của chúng ta phải trải qua kể từ khi bắt đầu được tái sanh bởi lẽ thật của Đức Chúa Trời và quyền năng của Thánh Linh cho đến khi cả hai con người bề trong và bề ngoài hiệp một lại trong đức tin, trong sự hiểu biết về lời Đức Chúa Trời thì bây giờ nó mới có thể hiệp một để thờ phượng Chúa được. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu 16 chép về lẽ thật này: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sẵn sẵn trước cho chúng ta làm theo. Vậy anh em theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta gọi anh em là người không chịu cắt bì. Hãy nhớ lại lúc trước, trong thuở đó anh em không có Đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jesus Christ, anh em là kẻ ngày trước xa cách, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Vì ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chất thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó mà Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể mà làm cho hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều mà Kinh Thánh chép ở đây đó là khi Đức Chúa Trời ban phát bằng lệnh của Ngài cho Adam rằng về phần cây biết điều thiện và điều ác thì các ngươi chớ hề ăn đến, vì một mai các ngươi ăn chắc sẽ chết. Đây là luật pháp, đây là mạng lệnh, và đó là điều răn. Khi Adam ăn trái cấm đó thì mạng lệnh của Đức Trời đã phán đó lập tức ứng nghiệm và chia rẽ tâm linh và thể xác ra. Và bây giờ xác thịt thì bị rủa xả, còn tâm linh thì rơi vào sự chết. Chính lời Đức Trời đã phán ra đó ngăn cách giữa tâm linh và xác thịt. Và bây giờ giữa tâm linh và xác thịt không còn hỗ trợ nhau được nữa. Xác thịt sẽ làm quyền của nó, còn tâm linh thì bị rơi trong phần sự chết, mất quyền cai trị. Cái điều này nó là một cái bức tường ngăn cách giữa tâm trí và tâm linh, khiến cho những gì mà tâm linh nhận được từ Chúa không thể cai trị được xác thịt. Nó không chấp nhận, nó không làm theo vì nó không hiểu.
Lời Chúa chép rằng vì chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai là một, phá đổ bức tường ngăn cách, là sự thù nghịch đã phân rẽ, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà chịu bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Đừng hiểu nhầm rằng Ngài đến để phá luật pháp hay lời tiên tri. Chúa phán rằng cái lời mà Chúa đã nói nghịch với lại Adam, nếu như Adam phạm tội đó đã không còn nữa, bởi vì vì cớ chúng ta đã tin vào Chúa Giêsu, chấp nhận mình là một tội nhân, thì bây giờ Ngài đã phá cái lời đó, không còn nghịch lại chúng ta nữa. Vì chính Ngài hứng chịu thay cho, Ngài trở thành vật bảo lãnh cho chúng ta, để lời đó không còn nghịch chúng ta nữa, để chúng ta được tự do, được ăn mọi thứ cây ở trong vườn. Nên nhớ rằng khi Adam phạm tội thì Đức Trời đã đuổi lời người ra khỏi vườn Eden, nên tất cả mọi cây sự sống Adam không được ăn nữa, phải đi cày cấy ruộng đất bên ngoài để mà ăn. Cũng như là khi chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta không được hưởng bất cứ một quyền lợi nào ở trong lời hứa của Đức Trời được chép trong Kinh Thánh cả, ngoại quyền công dân. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì Ngài gánh thay cho chúng ta, hứng chịu tất cả điều Đức Trời đã phán xét đối với Adam đó, Ngài gánh chịu cho, để chúng ta được tự do, được quay trở lại vườn Eden để hưởng được tất cả cây sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Cái sự phá đổ bức tường ngăn cách đây là phá cái lời mà Chúa đã phán trừng phạt Adam, nhưng mà Ngài chính Ngài chịu. Đừng hiểu lầm rằng là Ngài đến để phá luật pháp lời tiên tri, vì có một số người đã lạm dụng cái từ này, nói là Chúa đến để trừ bỏ luật pháp chắc thành cái điều răn thành điều lệ rồi. Chính Chúa sư phán là chớ tưởng rằng ta đến để phá quỷ luật pháp hay lời tiên tri. Ngài đến không phải để phá, nhưng xong để làm cho chọn, tức là làm cho được ứng nghiệm, cho được giảng ra, làm cho được đầy đủ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đến 13 chép: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ở đây chứ chúng ta đây không chỉ nói một đám đông mà nói từng người một, bởi vì một cái nhà được xây dựng lên thì không chỉ có một hòn đá, mà nó nhiều viên đá được xếp lên trên hòn đá góc nhà. Và mỗi người chúng ta phải có sự tròn vẹn đó. Nếu như tâm trí xác thịt của ta không được đổi mới, nó sẽ không hiểu được gì mà Kinh Thánh chép. Và khi mà xác thịt nó cảm thấy khó chịu, nó sẽ ngăn trở tâm linh không được hưởng. Nhưng nếu tâm trí xác thịt được đổi mới, thì bất cứ điều gì mà Thánh Linh bày tỏ ra, nó sẽ chấp nhận và chuyển giao cho người bên trong để phân tích giải nghĩa, để cho nó hiểu được. Và Chúa muốn tất cả, kể cả tâm trí xác thịt của chúng ta và tâm linh đều hiệp một lại trong sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ hầu việc Chúa được. Còn hiện nay chúng ta vẫn còn bị hạn chế, bởi có những lúc chúng ta thiếu hiểu biết, nên khi chúng ta thấy người khác thờ phượng Chúa theo cách lạ lùng, chúng ta cảm thấy dị ứng, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể phán xét. Năm 1996 tôi được dịp cùng một sư Dennis sang bên Buffalo, bên Mỹ. Tại một hội thánh kia tôi đã bị sai lầm, bởi vì khi tôi thấy một người phụ nữ đó có những triệu chứng giống như bị quỷ ám. Bà lăn lộn, bà khó chịu quá, bà như là bị muốn đẻ mà không đẻ được ra. Khó chịu như vậy, tôi nghĩ là bà bị quyền lực của ma quỷ tấn công, nên tôi đặt tay trên bà, tôi cầu nguyện trong tiếng mới. Đến tới Chúa là một Dennis, ông hiểu rõ rồi, ông đặt tay trên vai tôi, nói: Thành, đừng cầu nguyện giải cứu, đây không phải là sự giải cứu, đây là sự sanh nở thuộc linh. Người phụ nữ này đã hàng chục năm cầu thay cho hội thánh, bà đã nhìn thấy những cái sự sai lầm trong hội thánh, và bà cứ mang đó để cầu thay cho công việc của hội thánh, bà cầu thay cho đến khi mà Thánh Linh thăm viếng hội thánh, và bây giờ bà sanh nó ra. Kinh Thánh chép rất rõ rồi, chính Phaolô đã cưu mang các con cái của Chúa, cưu mang những người ông đào tạo đó. Ông nói là ta cưu mang các con cho đến kỳ nào sanh nó ra. Cưu mang trong lòng sẽ sanh ra. Phải có kỳ được sanh ra, tức là tuôn chảy nó ra. Có những chúng ta xưng được ra, những điều chúng ta không xưng được ra. Có những khi chúng ta cầu thay cho những kẻ phạm tội, chúng ta mang tội lỗi của người đó ở trong thân thể của mình, mà chúng ta không biết được giải phóng nó ra, nên chúng ta gầy rạc đi, ốm, đau, bệnh hoạn mà không biết lý do tại sao cả. Nhưng bởi vì người ta không hiểu biết được những sự mầu nhiệm, họ chỉ biết sự cầu thay mà thôi. Nên đến kỳ đã định Chúa sai các tôi của Chúa hiểu biết đến thật là đến để giải phóng người ta. Thì trong sự giải phóng đó, thì người đó sẽ được sanh ra và giải phóng cái điều mình đã cưu mang đi để người đó được chữa lành. Chúng ta hiểu rõ là không chỉ tâm linh chúng ta được tái sanh, mà tâm trí xác thịt này phải được đổi mới giống như người tái sanh vậy. Để có tầm nhìn mới, sự suy nghĩ mới, hầu cho không hạn chế được sự bày tỏ của Thánh Linh trên tâm linh của chúng ta. Chúng ta nhớ lại mạng lệnh của Đức Trời phán cho lời người tại nơi vườn Ê-đêm sau khi Ngài đã hoàn tất công việc của 7 ngày sáng thế. Sáng-thế-ký đoạn 1 của 28 chép: Đức Trời ban phước cho lời người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng,
hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Hãy làm cho đầy dãy đất đây. Ở trong mệnh lệnh này là trách nhiệm mà người bề trong phải làm khi Chúa phán với Adam. Adam phải làm. Xác thịt là một đầy tớ làm theo mà thôi. Công dung như khi chúng ta là người lái xe thì chiếc xe đó sẽ hoàn toàn chịu dưới sự điều khiển của chúng ta. Đức Chúa không phán với bụi đất, hãy phán với Adam. Và chúng ta nhớ là chữ Adam ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là để bày tỏ huyết, bày tỏ sự sống. Như vậy trách nhiệm của tâm linh chúng ta đến ngày hôm nay phải quay trở lại làm công việc là bày tỏ huyết, bày tỏ sự sống. Huyết nói về sự sống hay nói về một sự nhiệm đó là lẽ thật. Trách nhiệm của tâm linh phải bày tỏ những sự thuộc về thiên đàng. Để làm gì? Để cứu những người thuộc về thiên đàng. Cứu bằng cách nào? Nếu tâm linh hiểu biết được lời của Chúa, hiểu biết được thật đó, nó sẽ cai trị xác thịt mình, công bố những gì đó để hiểu. Xác thịt này phải vâng lời và nó truyền bá ra, công bố ra. Và khi lời của Chúa được công bố ra như vậy, thì những người thuộc về Chúa đã định đó sẽ nghe được tiếng của cha mình qua các bài giảng, qua các sự trình bày, qua lẽ thật đó. Nó sẽ tỉnh dậy, sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đó là tại sao mà chúng ta thấy Chúa Giêsu khi Ngài đi thành chức vụ đấy, không phải Ngài đến gõ cửa từng nhà đâu. Ngài cứ đi, có nhiều người kêu gọi Ngài, Ngài không dừng lại. Cho đến khi người ta hỏi, thưa Thầy, người kia kêu Thầy kìa. Chúa Giêsu quay lại rồi, người muốn ta làm chi cho ngươi? Chúa biết rằng người đó là mù, muốn sáng mắt. Nhưng Ngài hỏi, người muốn ta làm chi cho ngươi? Người muốn nói, xin Thầy, làm cho tôi được sáng mắt. Chúa hỏi tiếp về, người tin ta làm được điều đó chăng? Dạ tôi tin. Chúa muốn ai là người tin Ngài, ai là người biết rằng Đức Trời là cha của mình, thì kẻ đó mới có thể tin Ngài được và theo Ngài được. Và bởi có đó ngày hôm nay cũng vậy thôi. Chúng ta đừng bao giờ bắt ép một người nào tin những lời chúng ta giảng. Chúng ta cứ giảng, chúng ta cứ nói, chúng ta cứ gieo. Còn ai thuộc về Chúa, họ sẽ nhận lấy. Và bởi có đó bất cứ người nào mà có dịp tôi nói là tôi nói, bất kể người đó là ai, tôi đều gieo. Và mong rằng những người đó thuộc về Chúa, họ sẽ nghe được lời đó và họ sẽ nhớ lại, họ sẽ khắc khoải và đến kỳ những lời Chúa trong lòng họ sẽ mọc lên và đem lại cho họ sự cứu rỗi. Trong cuộc sống của những người tin Chúa, nhiều người đã cho rằng bởi công đức, bởi các của tế lễ họ đã dâng hiến cho Chúa, hoặc bởi học thức của họ, hoặc bởi năng lực của họ mà người ta mới có được các ơn của Chúa ban cho, hoặc là bởi các bằng cấp họ đã có được ở trong các trường thần học thì họ mới có thể làm được chức vụ này, chức vụ kia trong nước Đức Trời, hoặc là có thể hưởng được các ân tứ của Chúa. Và chính bởi cơ đó nên nhiều người đã cố gắng làm sao để được học, được huấn luyện. Thậm chí có nhiều người phạm lỗi ở trước mặt Đức Trời là gian dối để có thể được ra nước ngoài. Họ đưa ra nước ngoài để mong được học trường đại học ở nước ngoài, nhưng mà lý lịch của họ thì phải nói dối để tránh sự bắt bớ của chính quyền. Như vậy là phạm tội trước mặt Chúa. Vì nếu như Chúa đã kêu gọi người nào thì không có ai ngăn trở được. Cánh cửa của Chúa đã mở thì không ai ngăn được. Và bởi cái đó thì họ cố gắng tìm mọi cách để học ở các trường, nhất là ở nước ngoài. Mà trong khi đó thì Thánh Linh của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài có thể dạy chúng ta được ở khắp mọi nơi miễn chúng ta tin Ngài. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng từ trước sang thế, Đức Trời đã chọn chúng ta và việc mang các ơn cho các chức vụ của nước trời đã được Ngài chỉ định, đã được Ngài quyết định. Để ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta đừng có nôn nóng, đừng có chạy trước Chúa. Bởi vì trong ngày thứ bảy, Ngài đã làm xong các việc của mình rồi. Chứ xong rồi đó ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là đã chỉ định, đã quyết định, đã ra quyết định. Như vậy thì Đức Chúa Trời biết trước tất cả mọi sự, Ngài biết sự cuối cùng ngay từ lúc ban đầu. Ngài biết ngày đó ai sẽ sinh ra và tên họ sẽ là gì, Ngài biết rõ được rồi. Vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta đã ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, mà nếu chúng ta sẽ được làm gì do Chúa quyết định, mình không thể quyết định. Nhưng mà trong tất cả mọi người chúng ta đều phải có một tấm lòng, đó là kính sợ Chúa, yêu mến Chúa. Còn việc giao chức vụ này cho chức vụ kia, ban ơn như thế nào là do quyền của Đức Chúa Trời, không căn cứ những gì mà xác thịt chúng ta có, không căn cứ những gì chúng ta dâng, nhưng căn cứ về quyết định, căn cứ về ý chỉ từ trước muôn đời của Ngài. Đức Trời đã ban lời của Đức Trời cho chúng ta vì Ngài yêu con một của Ngài. Cho nên Ngài sẵn sàng ban hết thảy mọi sự mà con một của Ngài có cho những ai yêu con một của Ngài. Ngày nay trên thế gian này có nhiều người yêu con của mình lắm, không dám gả cho ai cả. Nên mà chọn chàng rể nào nó yêu con của mình hết lòng thì bây giờ mới gả cho chứ. Phải không nào? Có nhiều người mẹ có một đứa con gái thôi, thương con lắm không dám gả cho ai cả. Nhưng mà chọn anh rể nào mà tốt bụng, thực thà, yêu con mình đó thì cho cả gia tài luôn. Đi ba sẽ phải qua đời, còn con gái mình thì sao? Nên phải nhường cái con của mình cho ai chứ? Chúa chúng ta yêu lời của Ngài, Ngài tôn cao lời của Ngài hơn cả danh tinh Ngài. Nên Ngài sẵn sàng ban tất cả mọi sự đã có chép trong cái thánh đó cho những người nào yêu mến lời của Ngài.
Nếu như chúng ta yêu với lời của Chúa thì chúng ta sẽ không thiếu một ơn nào hết. Mọi ân tứ đã được chép trong thánh đó sẽ dành cho những kẻ yêu mến lời của Đức Trời. Chúa không dành cho những kẻ thích có ân tứ để khoe rằng mình có quyền năng, mình có ân tứ. Những điều đó là gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Các ân tứ của Chúa không phải là thần tượng để chúng ta đeo đuổi. Nhưng mà chúng ta phải nhận biết mình là ai ở trước mặt Chúa. Và khi chúng ta yêu mến lời của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ban cho tất cả mọi sự như Chúa sự đã có. Roma đoạn 8 câu 28 đến 32 chép: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng để ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, ấy là chúng ta tiếp nhận tất cả mọi sự mà Chúa Giêsu đã có. Khi chúng ta tiếp nhận Cứu Hình Thánh này, chúng ta tiếp nhận tất cả mọi sự mà Đức Chúa đã hứa cho chúng ta ở trong Hình Thánh này. Vậy chúng ta có nhận được hay không là do chính chúng ta, chứ không phải do Đức Chúa Trời. Chúng ta có ham ép Đức Chúa hay không là do chính chúng ta, chứ không phải do Đức Chúa Trời nữa. Chúa Giêsu phán này, Luca đoạn 12 câu 32 chép: hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho ngươi nước thiên đàng. Tại sao Chúa gọi là bầy nhỏ nhỉ? Tại vì họ mới sinh ra trước Đức Chúa thôi. Chúa yêu chúng ta, Chúa ví chúng ta như những con gà con, và Ngài là gà mái đến để túc chúng ta dưới cánh để bảo vệ khỏi những con diều hầu. Và Ngài gọi chúng ta và Ngài nói là gì? Đừng sợ chi. Chúng ta sợ cái gì? Sợ mình không làm được, sợ bị người ta cười, sợ người ta khinh, sợ mình không biết nói. Tất cả mọi sự sợ hãi đó ngăn trở nước Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự sợ hãi hay là tất cả mọi sự kiêu ngạo đều ngăn trở nước Chúa Trời. Vậy điều gì khiến không ngăn trở? Sự hiểu biết sẽ khai thông tất cả mọi điều Chúa hứa cho chúng ta. Vậy chúng ta phải hiểu mình là ai ở trước mặt Chúa, và Chúa yêu chúng ta như thế nào, và Ngài muốn chúng ta như thế nào. Chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta từ địa vị một tội nhân mà quay trở lại với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ tất cả mọi tội lỗi cũ của chúng ta, và Ngài cũng sẵn sàng khôi phục lại quyền công dân của chúng ta là con của Đức Trời ở trước mặt Ngài. Sự ban cho này không chỉ cho tâm linh mà thôi, còn cho xác thịt nữa. Nghĩa là Ngài cho tâm linh ta được quyền kế tự lời của Chúa. Nhưng mà xác thịt này, nếu chúng ta sẵn lòng vâng lời của Chúa làm theo, thì Ngài ban cho ta quyền làm con nuôi của Ngài. Chúng ta được gọi Ngài là cha. Và bởi cái đó nên tất cả mọi điều được chất trong cái thánh đó đều cho chúng ta, cả thân xác, cả tâm linh. Và Ngài muốn cả hai này hiệp làm một. Chính vì sự làm một đó nên Chúa đã gọi Adam, chứ Ngài không gọi là hỡi linh của Adam hay là hình người đâu. Ngài gọi Adam hiệp làm một. Và bởi cái đó thì chúng ta phải hiểu rõ điều này, hầu cho chúng ta có thể hợp tác với nhau để hầu việc Chúa được. Trong loạt bài xây dựng lại vách thành Jerusalem mà chúng ta đã học và đang tiếp tục học đây, lời Chúa cho chúng ta thấy rõ thân thể xác thịt phải thi hành bổn phận của nó, đó là phải chịu vâng phục luật pháp văn tự của Đức Trời, là sự đi theo sự dẫn dắt của lời Chúa mà thầy tế lễ Esra là hình bóng cho chức vụ của Chúa Giêsu, và những người Giuđa là hình bóng cho thân thể xác thịt của chúng ta. Còn tâm linh của chúng ta cũng phải noi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để làm phần công việc của mình, như những người Giuđa đã làm trong sự dâng lễ cảm tạ theo sự lãnh đạo của Nehemi, là người mang hình bóng về chức vụ của Đức Thánh Linh. Vậy một tốp thì đi bên cửa phía đông, một tốp thì đi bên cửa phía tây. Khi chúng ta đến nghe lời Chúa thì xác thịt phải có lời Chúa dẫn dắt đi theo con đường nó phải theo, còn tâm linh cũng trong bài giảng đó, cùng trong giờ đó, phải được học biết được con đường mình phải đi, công việc mình phải làm song song. Nếu không hiểu được điều này thì chỉ có xác thịt giơ vai ra mà gánh, còn tâm linh thì ngồi chơi chẳng làm gì cả, và bởi cái đó nên hội thánh không tăng trưởng. Ở chứ chúng ta phải hiểu rõ được luật pháp của Chúa là khi luật pháp Đức Trời được công bố thì có lẽ thật của Chúa công bố. Vậy là hai luật pháp cùng một lúc được công bố ra, một bên là luật pháp văn tự cho xác thịt, một bên là luật pháp của thánh linh sự sống cho tâm linh của chúng ta. Tiếp theo, phần qua cửa các lò là phần mang hình bóng về sự cai trị môi miệng của thân thể xác thịt chúng ta, và tâm linh của chúng ta còn phải tiếp tục các bước của mình nữa.
đó là phải sanh nhiều bông trái cho nước Đức của Trời, mà sự sanh các bông trái đó phải được bày tỏ qua xác thịt trong khi hầu việc Chúa, mà bước tiếp theo đó là sự bước tới cửa Ephraim thuộc linh. Chúng ta nhớ chuyện là Jacob sinh các con trai theo thứ tự thì chúng ta biết rõ rõ là không phải ngay một lúc mà có Judah đâu. Đầu tiên là phải có Ruben, tiếp đó là Simeon, sau đó là Levi, rồi mới đến Judah. Judah là sự ngợi khen. Nếu một người nào đó vừa mới tin Chúa rồi cứ ngợi khen Chúa hoài, có đó là cẩn thận, có thể là xác thịt thôi. Để làm vừa lòng ông chủ tòa, vừa lòng người trong hội thánh thôi, chưa đâu. Khi nào thì người đó có thể ngợi khen Chúa được? Mà khi người ta nhìn thấy nước Chúa, khi tai người ta nghe được tiếng Chúa, và bây giờ họ muốn chỉ muốn bán với Chúa mà thôi. Như là bài hát được, mỗi ngày của đời con chỉ muốn được gặp Ngài mà thôi. Thì bây giờ người ta thích ngọt ngào rồi, người ta sẽ ngợi khen Chúa, mở miệng ra là cảm ơn Chúa. Thì cũng có thể như vậy, con người bề trong của chúng ta khi được tái sanh rồi, việc đầu tiên của nó là phải gì? Đến cửa các lò trước đó. Tại đó nó phải làm gì? Nó phải biết bổn phận của nó để công bố lời Chúa, nó phải hiểu biết được pháp của Chúa như thế nào, rồi nó tiếp tới cửa Ephraim. Nghĩa là chúng ta phải sanh bông trái cho Chúa, chứ không phải là chỉ suốt ngày hát lời khen Chúa, tôi minh Chúa mà thôi. Có những bài ca hay hơn những bài ca người ta hát, đó là công việc làm sáng danh Chúa, đó là sự mang bông trái cho nước Đức của Trời. Chúng ta biết là Jacob rất yêu Joseph, và đặc biệt là Benjamin. Ông không muốn rời Benjamin đâu, trong cái đó Joseph thì muốn phải đưa em út đến cho tôi, nhưng mà Jacob không chịu, chỉ sợ là mất Benjamin luôn thôi. Người được tái sanh nên là luôn luôn sợ mất bông trái, sợ nhất là mình phạm tội trước mặt Chúa, sợ nhất là mình không làm được gì cho nước của Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rõ là nhiệm vụ của tâm linh chúng ta là tiếp tục song song với công việc của xác thịt làm theo luật pháp của Chúa, thì nó phải sanh bông trái cho nước Chúa. Mà sự sanh bông trái đây là được bày tỏ qua lẽ thật. Ephraim trong tiếng Hebrew có nghĩa là sanh ra nhiều quả, sự sanh bông trái bội phần, sự mang bông trái. Ý nghĩa của danh Ephraim cũng chính là ý nghĩa của mang lệnh mà Đức Trời đã phán với Adam, được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1:8 mà chúng ta đã nghe, đó là gì? Đức Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Hãy sanh sản. Sanh sản đây trong tiếng Hebrew gốc của nó là Ephraim. Hãy sanh sản, làm cho đầy dãy đất. Khi nào thì em biết rằng tâm linh em đang sanh bông trái cho Chúa? Khi nào em có thể nhìn thấy một người đang sanh bông trái cho Chúa? Là một người mà chuẩn bị sanh là bụng nó to, đi biết ngay rồi. Mà người đã sanh ra là sao? Tại biết con. Lúc nào cũng nói về con của mình, nhưng mà với sự vui mừng của người sanh những đứa con, Đức Trời ban cho, phải không nào? Nhất là anh Thủy rất là vui mừng vì có Hồng Ngọc. Rất sung sướng vì cái tuổi của mình là có đứa con trai nữa. Đức Trời nói sướng chứ à? Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể nhìn biết một người sanh bông trái cho Đức Chúa qua xác thịt của họ. Đó là gì? Không còn nói dối nữa. Luôn vui mừng, luôn bình an. Không có than nữa. Lúc nào ca ngợi Chúa, so sánh hầu việc Chúa, có hiểu biết, có sự khôn xoáng. Đó là người bắt đầu sanh bông trái cho nước Chúa. Con người cũ dần được thay đổi bằng con người mới. Đó là người đó được sanh bông trái cho nước Chúa. Nên chúng ta hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Phải bày tỏ sự sanh sản đó, sự sanh bông trái đó ra qua thân thể xác thịt chúng ta, qua cuộc đời chúng ta, để người ta nhìn thấy đó mà biết là quả thật có Đức Chúa Trời. Thế không nào? Ephraim. Mà chúng ta khi đến cửa Ephraim, chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta phải sanh bông trái cho nước Chúa. Trong mạng lệnh này, chữ hay sinh sản là chữ para số 6509 của tiếng Hebrew, là gốc của chữ Ephraim. Ephraim là con trai thứ hai của Joseph. Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 50-52 chép: trước khi đến năm đói kém thì Ách-nát con gái Phô-ti-phê-ra thầy cả thành Ôn sanh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasseh vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Joseph là con trai đầu tiên của Rachel sanh cho Jacob và là con trai thứ 11 của Jacob trong tất cả các con trai mà Jacob đã có. Joseph ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là Đức Giê-hô-va làm cho được ra thêm. Lạ lùng ở chỗ là rất nhiều người muốn gia tăng con số trong hội thánh của họ. Họ có thể gia thêm số đông, nhưng mà nếu một điểm trong nước Đức Trời, liệu có đếm được trên đầu ngón tay có bao nhiêu người được tuyển vào nước Đức Trời không? Ai sẽ là chuyên của đồng cỏ Chúa? Đừng nhìn một số người mà nhìn vào con người bề trong của họ. Như vậy thì căn cứ vào lời của Chúa, khi nào con người bề trong chúng ta tăng trưởng, khi nào chúng ta sanh bông trái,
thứ 11 đó là Joseph. Thì bây giờ Đức Chúa Trời sẽ dạt thêm cho ông ta, Joseph là đứa con đầu tiên của ra trên, là người mang hình bóng về luật pháp văn tự của Đức Chúa Trời, sanh cho Jacob. Như vậy nếu chúng ta muốn hội thánh của Chúa ra thêm ra, chính chúng ta phải có bông trái đầu tiên cho nước Đức Chúa Trời, xây bông trái đầu tiên cho luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta phải giỏi luật pháp của Chúa, phải yêu mến luật pháp của Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ giống như thầy tế lễ Ezra dẫn dân Giuđa trở về xây lại đền thờ được xem được. Phải là Joseph rồi mới đến Benjamin được. Không phải bởi các ân tứ, mà bởi sự giỏi luật pháp của Chúa, vì yêu mến luật pháp của Chúa. Thì bây giờ Chúa biết rằng luật pháp của Chúa là đường đi, luật pháp của Chúa là sự sáng, luật pháp của Chúa là sự sống. Bây giờ Ngài sẽ đem người của Ngài đến để đầy tớ của Chúa ban cho họ luật pháp của Đức Chúa Trời, dạy họ giữ luật pháp của Chúa. Người yêu mến luật pháp của Chúa mới dạy người khác yêu mến luật pháp của Chúa được. Thì những người có luật pháp của Chúa sẽ gia tăng quân số, vì những người yêu mến luật pháp của Chúa sẽ được gọi là dân thầy tế lễ nhà vua. Vì đó là thầy tế lễ phải giỏi luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên là Joseph được Đức Chúa Trời ra thêm ra cũng là cái điều kiện cho chúng ta là nếu chúng ta muốn hội thánh của Chúa được gia tăng, chính chúng ta phải là người giỏi luật pháp của Chúa. Và bất cứ người nào đến với hội thánh của Chúa, chúng ta phải dạy họ về luật pháp của Chúa, khiến cho họ giỏi luật pháp của Chúa như chúng ta đã hiểu biết luật pháp của Chúa vậy. Hội thánh của Chúa sẽ gia tăng. Vì đã là hội thánh của Chúa, phải là những người yêu mến luật pháp của Chúa, giỏi luật pháp của Chúa và biết tất cả những gì mà luật pháp của Đức Chúa Trời đã có chép cho chúng ta. Mặc dù Ephraim trong thuộc thể là con trai thứ hai của Joseph, nhưng mà khi Israel, cha của Joseph, cầu nguyện chúc phước cho hai cháu của mình, hai con của Joseph đó, thì người đã đặt chéo tay nhau. Thay vì tay phải lên Manasseh, thì người đặt tay phải sang Ephraim, còn tay trái lại sang Manasseh. Đấy điều vô cùng quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Sáng thế ký đoạn 48 câu 10 đến 20 chép: và mắt của Israel già nên làng, chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng: trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha, tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasseh sang phía hữu. Israel đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái lại để trên đầu Manasseh. Người có ý riêng để tay như vậy vì Manasseh là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng: cầu xin Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm nhiều lên vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasseh, rồi thưa rằng: chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu đó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: cha biết, con cha biết, nó sẽ trở lên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con, xong thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước cho rằng: cầu xin Đức Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Manasseh trong tiếng Hebrew có nghĩa là làm cho quên đi. Khi chúng ta là những người được tái sanh bởi lẽ thật và bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, nhờ các ân tứ của Thánh Linh ban cho mình mà chúng ta có được tăng trưởng và sanh bông trái cho lời của Chúa, và khi chúng ta sanh được các bông trái cho nước Đức Trời rồi thì phước hạnh của Chúa sẽ đổ trên chúng ta. Chúng ta sẽ được giàu có, chúng ta sẽ được thịnh vượng, chúng ta sẽ được sung sướng. Và chính lúc này đây, nếu chúng ta không hiểu biết lời của Chúa, chúng ta sẽ chọn Manasseh, và các phước hạnh đó sẽ khiến chúng ta quên mình là ai. Các phước hạnh đó sẽ quên rằng chúng ta là một tội nhân ở trước mặt Chúa, không được phép thỏa lòng về cái phước hạnh này dù ngồi đó, mà phải tấn tới cho sự trọn lành để vào nước Đức Chúa Trời. Ngày nay có rất nhiều người đã quên điều này. Khi họ mới tin Chúa, họ khốn khổ lắm, bởi vì sự đổ xả đã kéo theo họ. Nhưng với Đức Trời thương xót tỏ sự mầu nhiệm của Ngài cho họ, họ biết một số lẽ thật, họ có một số ân tứ, họ được giải thoát ra khỏi sự đổ xả của luật pháp rồi. Và khi họ lên được các chức danh mà đem lại lợi nhuận cho họ, thì bây giờ họ vui mừng bởi vì họ được phước.
Và bây giờ họ chứng lại, làm cho kho tàng mình nhiều thêm lên và thỏa lòng về phước đó, không cần bước nhiều nữa, thế đủ rồi, cảm ơn Chúa. Và họ quên mình ngày xưa đã khốn khổ như thế nào, quên mình là tội nhân như thế nào, quên mình rằng Chúa cứu mình để làm gì cho nước Chúa. Họ quên điều đó đi. Chúa không muốn chúng ta đến Ma-ra-xe, Chúa muốn chúng ta đến Ê-bra-im để xanh bông trái cho nước Chúa thêm nhiều. Chúng ta xem lời Chúa chép như thế nào ở trong Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 3 đến câu 11 chép. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hơn ác của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dễ nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ, là Cha, là Chúa, là Cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta đang thấy chúng ta đang đi trên con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta biết. Từng nguyên tắc một là khi chúng ta được phước hạnh ở trong nước Chúa, chúng ta rất vui mừng và không có điều gì sai khi chúng ta được phước cả. Nhưng điều đó không phải là điểm dừng của chúng ta, mà chúng ta phải tấn tới trong sự hiểu biết về Chúa Jesus của chúng ta nữa. Vì Chúa Jesus đã phán là ta còn có nhiều chuyện nói với các người nữa, nhưng mà điều đó bây giờ là cao quá sức các người. Như vậy thì khi chúng ta theo Chúa, Ngài sẽ đãi ngộ chúng ta, Ngài sẽ ban phước chúng ta. Ngài lập ra ước với Abraham thế nào, Ngài lập chúng ta thế đó, Ngài ban phước cho chúng ta. Nhưng chúng ta không theo Ngài vì phước là sự ban thưởng của Ngài cho chúng ta, nhưng vì chúng ta là phải đi tới nữa, cao nữa cho đến khi chúng ta vào trong Đức Chúa Trời. Những điều gì chúng ta đang có đây, cảm ơn Chúa, nhưng mà đừng dừng lại, phải ước cao hơn nữa trong nước Chúa, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho thấy có rất nhiều người đã chọn Ma-ra-xe, họ quên, họ dừng lại, họ quên, bắt đầu họ tập cai trị dân sự để được thêm phước nữa, không biết được tới nữa. Mà nếu những người lãnh đạo mà không đi tới nữa thì dân sự cũng sẽ đứng lại tại một chỗ đó mà thôi. Mà Chúa thì muốn chúng ta biết rõ về Ngài, càng bước cao hơn nữa, tất cả chúng ta đều cùng đi, không ai được phép đứng lại. Chúng ta phải vào cho được chức vụ thầy tế lễ nhà vua để hầu việc Chúa trong nước của Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Khi người ta đọc đến đoạn Israel chúc phước cho hai con của Joseph, Kỳ Thánh không chép là Jacob, mặc dù phần cuối có chép về Jacob, nhưng Ngài đang chép là Israel. Israel đã biết rõ điều đó và người chọn điều đó đặt tay. Sự đặt tay đó là sự lựa chọn lòng mình muốn. Israel đã phải đặt tay phải của mình trên Ephraim và nói tiên tri cho Ephraim rằng nó sẽ trở nên một dân lớn. Nó cũng sẽ lớn vậy con, xong thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Sự đặt tay hữu tức là tay phải đây chính là sự lựa chọn trước hết của tâm linh chúng ta, và tay hữu cũng là cánh tay mạnh nhất của người ta vậy. Tôi không thỏa lòng với những gì mà tôi đã có. Tôi cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã cho tôi biết. Vì tất cả một sự cho tôi biết nữa là biết rằng mình còn phải bước cao hơn để biết những điều mình chưa biết. Bước cao hơn nữa không thỏa lòng, không dấy mình lên. Giống như Phaolô nói là gì? Đức Chúa thương Phaolô nên cho Satan vả vào miệng ông. Vì e rằng ông kêu hãnh tự hào về những điều mà Chúa bày tỏ cho ông chăng? Tôi cảm ơn Chúa tôi không tự hào. Vì nếu không Chúa không bày tỏ rằng tôi chẳng biết điều đó. Bây giờ đến từ Chúa. Nhưng mà tôi tin và tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi vui mừng vì cớ Ngài đã chọn tôi để bày tỏ ra, thì tôi biết rằng Ngài sẽ tiếp tục đưa nữa, thêm nữa, và nhiệm vụ của tôi là truyền đạt cho dân sự của Chúa tiếp tục để cùng nhau bước tới bước cao hơn nữa cho đến khi chúng ta vào trong thiên đàng. Vì ngày mai chúng ta đang nhìn vào Chúa như nhìn trong qua cái gương, Chúa bày tỏ qua gương cho chúng ta, và chúng ta phải cố gắng vào trong sự trọn lành của Chúa trong thiên đàng. Và bởi đó là tôi chọn Ephraim, sự xanh bông trái cho nước Chúa. Mình không nhìn người ta. Cái người mà trồng cây bonsai thì không nhìn và so sánh mình với người trồng cây ăn quả. Vì người trồng cây ăn quả nó tính về quả. Còn người trồng cây bonsai thì nhìn về cái cảnh, cái vẻ đẹp của nó. Vậy chúng ta hãy nhìn vào cái sự bông bonsai Chúa ban cho ta, đó là thật Ngài ban cho ta, và chúng ta phải xanh bông trái cho nước Chúa, là phải bày tỏ điều đó ra và khiến những người đã nghe được lời Chúa đó được xanh giống như mình, cũng được tăng trưởng như mình, hiểu biết như mình để Chúa sử dụng. Lời tiên tri của Israel, tức là của con người mới của Jacob đó, cũng như sự chọn lựa của tâm linh của những người được tái sanh bởi lẽ thật và bởi quyền phép của Thánh Linh,
đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, là phải làm cho dòng dõi của những người được tái sanh bởi lẽ thật và quyền phép của Thánh Linh đó gia tăng trên khắp mọi nơi trên đất này. Cũng như Chúa đã phán là hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy trái đất, tức là hãy Ephraim trên cho đầy trái đất. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 19-20 chép lời Chúa Giêsu nhắc lại nguyên tắc này khi Ngài mặc lệnh cho các môn đồ của Ngài: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Bản The Amplified Bible chép câu 19 này như sau: Go then and make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Có nghĩa là hãy đi và khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta, báp têm họ vào trong danh của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Con và của Đức Thánh Linh. Môn đồ của Đấng chịu sức giàu cũng có nghĩa là những người được làm môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ cũng phải được sức giàu. Mà sự sức giàu đây không nói về xác thịt nhưng nói về tâm linh. Và sự giàu đó qua tâm linh mà bày tỏ ra con người xác thịt biết rằng người đó được sức giàu. Đây là mạng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cứu chuộc chúng ta và là Chúa của chúng ta. Không có con đường nào khác hay là một điều luật nào khác có thể thay thế cho mạng lệnh của Chúa Jesus Christ. Và các môn đồ của Ngài đã thi hành chức vụ này theo như mạng lệnh của Ngài là phán và tiếp nối với chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đã không tôn trọng mạng lệnh của Chúa. Nhiều người đã không muốn làm môn đồ của Chúa mà chỉ muốn được hưởng sự cứu rỗi của Chúa thôi. Họ muốn hưởng phước lành của Chúa nhưng không muốn làm việc cho Chúa. Đừng động đến tôi. Nói như Mô-xe đập nước đầu ban đầu đây. Lại Chúa muốn gọi ai thì gọi. Chúa biết tôi, kẻ tôi tới Chúa từ trước tới giờ là miệng khó khăn hay ngập ngừng. Chúa gọi ai thì gọi. Thì Chúa nổi giận. Vậy thì Chúa chọn chúng ta là chọn người biết giỏi nói thì Ngài mới chọn sao? Vậy nếu Chúa chọn mình là người không biết nói thì Chúa chọn nhầm sao? Ngày xưa tôi cả lắm lắm quý vị ơi. Thế mà tôi muốn tranh luận với ai là tôi cả lắm luôn, ngắt luôn, không nói được. Tôi cả lắm rất là nặng hồi xưa đấy. Nhưng khi Chúa gọi tôi rồi thì cảm ơn Chúa chất lành luôn. Như vậy là Chúa chọn chúng ta không phải vì cớ khả năng hay là không có khả năng. Ngài chọn chúng ta vì cớ Ngài biết chúng ta là thuộc về Ngài, và Ngài gọi chúng ta là Ngài sẽ trang bị, Ngài sẽ biến đổi chúng ta, và chúng ta có thể làm được nếu chúng ta chấp nhận yêu cầu của Ngài. Nhiều người ngày hôm nay không muốn làm việc gì khác ngoài hưởng thụ sự sống ở đời, hưởng thụ phước, vậy thôi. Thế đâu mà có đầy tớ Chúa được sức giàu đến, họ đến đặt tay cho, xin Chúa đầy tớ Chúa đặt tay cho, cầu nguyện chúc phước cho, muốn thế thôi. Và những người đó được gọi là đầy tớ biếng nhác, là đầy tớ già nát. Điều này được chép ở đâu? Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 26 và Luca đoạn 19 câu 22. Vì những người đó đã không muốn làm lợi ra cho nước của Đức Chúa Trời, và hậu quả của công việc đó là sự ngăn cản người ta, không cho người ta vào nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu được quả trách người Pha-ri-si như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 13 chép: Khốn cho các ngươi thầy tôn giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Và khi tốp thứ hai của những người Judah có Nehemi đi cùng đi trên vách thành về phía tây của thành Jerusalem đã vượt khỏi tháp các lò, tức là hình bóng của người bề trong quản trị môi miệng của mình, xác thịt mình đó. Và khi người ta đã được qua khỏi tháp các lò rồi thì họ phải tiếp tới nữa, không dừng lại, mà bước tới nữa, tới đâu? Tới được cửa Ephraim, rồi sẽ phải tiếp tục đi nữa cho đến khi vào được trong đền thờ Đức Chúa Trời. Cửa của Ephraim được xây trong vách thành Jerusalem và nằm về phía tây của thành Jerusalem, là phía hình bóng cho các công việc của người bề trong của chúng ta đối diện và phải làm theo. Khi người ta đi trên vách thành, người ta sẽ nhìn thấy rõ tất cả mọi sự ở bên dưới, phải không nào? Và khi chúng ta cầm cuốn kinh thánh của Chúa trong tay mình đây, chúng ta sẽ nhìn thấy. Qua bộ để cuốn kinh thánh này đọc được không? Không. Phải để dưới mắt của mình để nhìn. Nhìn sẽ thấy được kinh thánh chép gì về mình. Cũng có thể như vậy, căn cứ theo lời của Chúa chúng ta đọc, chúng ta nhìn biết chính chúng ta. Không cần cần gương đâu. Nhìn vào đây sẽ soi được mình sạch chỗ nào rồi, ô uế chỗ nào rồi. Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta nhớ chúng ta đã phạm những tội gì, đang gương biết những cái gì, căn cứ theo lời của Chúa. Cũng có thể như vậy, khi chúng ta soi mình vào lời của Chúa, cũng giống như người Giuđa đi trên vách thành vậy, nhìn xuống bên dưới biết thành nó vặn vẹo ra làm sao, vững chắc như thế nào. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, soi sánh vào lời của Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta đang đến giai đoạn nào. Chúng ta đã làm quản trị môi miệng mình rồi, bước tới nữa phải sanh mông trái cho nước Chúa, tức là đến cửa Ephraim. Khi tới được cửa Ephraim, người ta biết đây là cửa Ephraim, biết ngay là đây là nơi mà phải sanh mông trái nhiều cho nước Chúa. Như vậy khi chúng ta bước qua tháp các lò rồi, bước tới nữa,
không thỏa mãn về điều mình đã quản trị môi miệng mình, biết nói hay, biết nói giỏi, biết cầu nguyện giỏi rồi đó, chưa xong đâu. Biết tới là gì nhỉ? Phải sanh bông trái cho nước Chúa Ephraim. Chúng ta nhìn xem thái độ của mình và động cơ của mình theo Chúa, xem chúng ta có phải theo Chúa vì cớ Ngài là cha của mình không? Có phải chúng ta theo Chúa vì Ngài sẽ cho chúng ta được sự sống ở đời và được phước hạnh không? Chúng ta đang xem động cơ của mình theo Chúa. Có phải chúng ta theo Chúa vì mình không muốn chết nơi địa ngục không? Sợ chết. Có phải chúng ta theo Chúa vì cớ người ta trong thế gian cần có các tổ chức, các tôn giáo, và ta bắt đầu phát hiện ra là tổ chức tin lành hay hơn các tổ chức khác, vậy chúng ta chọn cái tôn giáo tin lành cho mình không? Hay là chúng ta theo Chúa vì chúng ta vốn thuộc về Ngài và là con trai của Ngài, và chúng ta phải trở về với cha của mình để thờ phượng, để hầu việc Ngài, và đó điều duy nhất chúng ta phải tin nhận Chúa Jesus Christ là Chúa của cuộc đời mình và sẵn sàng làm mọi sự cho danh của Ngài được tôn vinh. Là chúng ta xem động cơ của mình đi. Có thể làm khi đến với Chúa đầu tiên động cơ của mình là để nhờ vả, để được phước, phải đó, ai có phải nói đúng à? Nhưng mà sau đó chúng ta mới thấy rõ ràng là Chúa tốt lành, điều chúng ta chọn đó là không đúng, chúng ta bắt đầu loại bỏ ra sang bên, lúc nào chúng ta không biết nữa. Bởi chúng ta xem động cơ của mình. Như vậy khi chúng ta soi mình thì chúng ta sẽ không quên các sự cực khổ của mình ngày xưa, không quên những tội lỗi gớm ghiếc mình đã làm ra ngày xưa. Bởi vì nếu chúng ta đi dọc đường mà chọn phước hạnh của Chúa, chúng ta đang chọn Ma-la-xe. Mà chọn Ma-la-xe là chúng ta sẽ quên luôn, quên mọi sự cực khổ của mình ngày xưa thì sung sướng rồi, tôi hãnh diện quá, tôi là thế này, tôi là thế kia, và chúng ta sẽ sa ngã, quên là sẽ sa ngã. Nhưng mà chúng ta đối diện với Ephraim, chúng ta nhớ lại ngày xưa mình khốn khổ cực khổ là bởi vì mình phạm tội, nhưng Chúa đã đưa mình ra khỏi nơi đó rồi, bây giờ mình được giàu có thịnh vượng rồi. Không, tôi phải được giàu có thịnh vượng về nước Chúa. Tôi cảm tạ Chúa, tôi đang giàu có và sẽ tiếp tục giàu có nếu tôi cứ tiếp tục bước theo Chúa để chọn sự xây bông trái cho nước Chúa. Khi Israel đặt tay phải của mình lên trên Ephraim và đặt tay trái của mình trên Ma-la-xe, ấy là sự lựa chọn. Ma-la-xe mặc dù sinh ra trước nhưng phải là thứ yếu. Mặc dù chúng ta chưa đến cao lên để về các cái phước hạnh thiêng liêng của Chúa ban cho chúng ta, những sự mầu nhiệm giàu có của nước trời ban cho chúng ta, chúng ta mới có phước hạnh thuộc thể nhiều thôi. Nhưng mà nó chỉ là thứ yếu thôi, nó là tay trái thôi, cái là sang bên. Con với tới tay phải, con bớt Chúa cho con cái khác cơ. Cái này tốt thật, nhưng mà con muốn cao hơn, con muốn nước Chúa, con muốn sự giàu có của thiên đàng Chúa ơi. Và Chúa sẽ cho chúng ta điều đó. Còn nếu ta chọn điều này, chúng ta ôm nó, ngủ quên lúc nào không biết. Rất nhiều người đã ngủ quên cho phước hạnh rồi, quên nhiệm vụ của mình. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta chọn Ephraim để xây bông trái trước nước Chúa. Và điều này được chính Chúa Jesus nhắc cho chúng ta khi Ngài phán với các môn đồ của Ngài trước khi Ngài trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha. Giăng đoạn 15 câu 15 đến câu 16 chép: Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân lên ta cầu xin cha thì Ngài sẽ ban cho các ngươi. Chúa đã nói là Ngài chọn chúng ta để chúng ta có Ephraim. Ngài chọn chúng ta để chúng ta được sanh ra bông trái nhiều và chúng ta xin Chúa những điều cao hơn nữa, Ngài sẽ ban cho. Chứ không phải là con Chúa cảm ơn Chúa Ngài cho con ba cái xe Honda rồi con muốn cái xe ô tô đó không? Không. Con cảm ơn Chúa Ngài cho con sự giàu này rồi con muốn sự giàu cao hơn để bày tỏ hương thơm của Chúa ra rộng hơn, lớn hơn. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho con cái nhóm này, nhưng con muốn Ngài giúp chúng con để gia tăng con số được lớn hơn, rộng khắp ở nơi đó, mà đếm không nổi nữa, Chúa ơi. Nhưng Ngài sẽ ban cho chúng ta. Chúa Jesus đã chọn lấy các môn đồ của Ngài, và khi Ngài phán họ nguyên tắc này, và Ngài biết các môn đồ của Chúa yêu mến mọi lời của Ngài đã phán ra, và họ đã giữ lấy lời của Chúa. Khi Chúa phán điều đó, ấy là Chúa đặt bàn tay phải của Ngài lên trên họ đó. Các con hãy chọn Ephraim, hãy chọn sự xây bông trái trên nước Chúa, hãy chọn sự giàu có của thiên đàng, đừng chọn sự giàu có của thế gian, vì những sự đó là sẽ ban cho các ngươi, nó sẽ đeo đuổi các ngươi, nó theo và nó đuổi kịp các ngươi. Nhưng ngươi không phải tìm nó, để nó theo các ngươi, còn ngươi tìm cái sự cao ở trên trời kia. Đấy là điều Chúa muốn chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 Chúa phán như thế này: Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều mà thế gian đang tìm kiếm, đang theo đuổi đó, Chúa sẽ ban cho. Cảm ơn Chúa, đầy tớ Chúa đâu thiếu gì đâu. Những điều tốt nhất thế gian có, chúng ta cũng sẽ có. Ngài sẽ ban cho chúng ta điều đó. Chúa muốn tâm linh của những người muốn theo Ngài phải chọn lấy điều Israel đã làm cho Ephraim và Ma-la-xe. Và lời của Chúa Jesus chính là sự lựa chọn của Ngài, mà sự đặt tay hiếu của Israel lên Ephraim là hình bóng. Giăng đoạn 6 câu 23 đến 29 chép: Qua ngày sau có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giêsu không ở đó,
môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giêsu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta đã cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy biết pháp làm, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh mà được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hơn hát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sớm đời đời là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời đã ghi ân tín của mình. Chúng tôi rằng, chúng tôi phải làm chi cho được công việc của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Nhưng Ngài đã đến vì cứ được ăn bánh ăn cho no. Manasse, ăn no rồi chứ ngủ quên rồi. Nhưng mà hãy làm công việc của Chúa, hãy chọn Ephraim. Lời của Đức Chúa Trời luôn là lời tiên tri báo trước mọi sự sẽ được ứng nghiệm. Do đó khi chúng ta soi mình vào lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết mọi lời đó nói về chính mỗi người chúng ta và chỉ cho chúng ta biết điều Chúa muốn chúng ta làm theo. Chúng ta ngày mai nhìn vào cộng đồng người tin Chúa thì chúng ta thấy có rất nhiều người trước đây đầy dẫy quyền năng của Đức Trời rồi, nhưng sau khi họ lớn lên rồi, gia tăng giàu có rồi thì bắt đầu họ dừng lại, họ than vãn rằng không còn quyền năng nữa. Nhưng mà họ có nhiều lắm, đất này, ruộng này, nhà này, thấy tín đồ cũng đông nữa, lương cao nữa, họ không còn quyền năng nữa, họ than. Ngày xưa thì có quyền năng, khi họ nghèo có quyền năng, tại vì họ quên, họ chọn Manasse, họ ngủ quên mất, họ quên rằng ngày xưa họ tội lỗi gớm ghiếc lắm. Bây giờ họ thỏa lòng rồi, có nghĩa là họ hầu việc Chúa như vậy là mọi tội lỗi kia đã thanh toán xong rồi, bởi vì họ làm xong công việc đó rồi. Chứ không có công việc nào chúng ta làm có thể xóa tội chúng ta được. Bởi khi chúng ta được chuộc lại cho Chúa, chúng ta phải làm công việc của Chúa cho đến cuối cùng, không được dừng lại. Và nếu ta dừng lại mất ơn, thì nếu chúng ta cứ bước tới, ơn càng thêm ơn, càng cao hơn. Nước Chúa Trời bị hãm ép bởi chính những quyết định sai lầm của những người tin Chúa mà chỉ muốn có được phước hạnh cục thể mà thôi, mà không nghĩ đến lợi ích của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải để ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên cao hơn. Ngài biết rõ nhu cầu chúng ta và Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần. Mà chúng ta hiểu rõ điều đó, không thỏa lòng với những gì chúng ta có mà bước cao hơn. Như vậy thì chúng ta đang đối diện với lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và chúng ta đang đi trên vách thành Jerusalem và chúng ta đã nhìn thấy mọi sự thuộc về cái thành của chính mình. Nhưng mà chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta thấy những sự này? Nehemi đoạn 12 câu 39 chép: đi qua trên cửa Ephraim gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên, chúng dừng lại tại cửa ngục. Trong nguyên văn không có chữ gần như bản tiếng Việt đã dịch, mà là chép là và trên cửa cũ. Bản tiếng Anh là above the old gate. Chữ cũ ở đây trong tiếng Hebrew có nghĩa là cũ, kho tàng, nơi dự trữ, làm cho buồn ngủ, khiến cho ngủ. Manasseh khiến người ta quên đi. Còn đến cửa cũ là khiến người ta buồn ngủ. Tại vì tại nơi đây là nơi mà chứa kho tàng. Nếu chúng ta cho rằng tôi rất nhiều bài giảng rồi, nhiều lắm, bây giờ ai đến thì tôi cứ thế moi trong tủ cho tôi giảng thôi, chúng ta sẽ ngủ quên. Chúng ta đang bước lên những bước cao hơn trong lẽ thật của Chúa, Ngài bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ soi mình vào cái điều mình đang có. Khi đến với cái cửa cũ, tức là cửa kho đó, chúng ta nhìn thấy kho của mình. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay tôi chỉ biết là tôi giảng khoảng 500 bài, băng nhiều lắm đêm không nổi. Nhưng mà tôi quên luôn những cái gì tôi đã giảng. Những bài mới thì tôi biết bài mới, nên bài cũ tôi không biết được đề tài gì tôi có cả. Mở một đống băng ra tôi mới thấy, à, cảm ơn Chúa. Tôi sẽ không dừng lại tại nơi này, mà tôi không phá hủy những cái băng đó, bởi vì những băng đó sẽ dành cho người mới tin Chúa, họ sẽ tiếp tục bước theo con đường này. Còn tôi bước cao hơn, tôi sẽ nhận sự cao hơn, mà tôi không phá hủy cái cũ. Cái cũ đó sẽ dành cho người mới, còn tôi phải bước cao hơn, nếu không chúng ta sẽ ngủ quên. Tôi cảm ơn Chúa là không bao giờ tôi dừng lại chấp nhận điều gì cũ của tôi cả. Nhưng tôi biết có một số người gần 20 năm thờ phượng Chúa, gần 20 năm gọi là mục sư, đi đâu cũng giảng một cái bài đó, tín đồ họ đã lại cái bài này rồi, ông chưa mở miệng đã biết ông giảng bài đó rồi, thuộc lòng rồi, ông ta ngủ quên. Ta cho rằng tất cả mọi người đều ngu như thời gian đầu tiên mình mới tin Chúa vậy. Khi chúng ta mới tin Chúa chúng ta ngu lắm, tại vì thấy lời của Chúa lạ quá, chúng ta có những biết mình ngu. Nhưng biết mình ngu nên mình bước tới nó càng bước cao hơn, mình biết rằng mình còn ngu, đúng không nào? Mình chưa biết được điều đáng phải biết mà. Nhưng mà ông ta cũng cho rằng người ta có ABC như vậy thôi. Nghĩa là trên đời là chỉ có một mình giảng, người ta còn không ai giảng cả. Ông biết là có người khác đã đến giảng bài cao hơn, mà khi người đó nghe ông giảng người ta chịu không nổi. Qua lời của Chúa chúng ta soi mình vào những cái cũ mà mình đã học từ đời trước đến bây giờ đó, chúng ta soi mình vào đó. Khi đến cửa cũ này chúng ta làm gì hả quý vị? Trước hết chúng ta hiểu này, Chúa dạy chúng ta là phải tỉnh thức, không được ngủ gật. Đến cửa cũ tức là cửa kho tàng, và cửa này là khiến cho ta ngủ gật. Mà Chúa dạy chúng ta là chúng ta khi tiếp nhận Chúa Jesus Christ, chúng ta là chiến sĩ trong đạo quân của Đức Giê-hô-va.
Và Chúa dạy chúng ta hãy tỉnh thức, lưng các ngươi phải thắt lại. Quý vị có biết thắt lưng lại là gì không? Đừng tham nữa. Cái lưng này là ăn no, là nó bụng to ra. Nếu chúng ta theo Chúa để lo phước hạnh thôi, thì cái thắt lưng là phải nới nhiều lắm. Cái thắt lưng này nói về cái sự bành trướng của xác thịt khi được phước hạnh nhiều. Nhưng chúng ta đừng thắt lưng lại đi, phải đói. Đừng nhìn về đồ đạc quá nhiều, vì khi đồ đạc quá nhiều sẽ phải chăm sóc nó, lo lắng cho nó. Tối ngày lau chùi nó hết ngày rồi. Thắt lại đi. Đen phải thắp lên, phải tỉnh thức. Tỉnh thức để làm gì? Tỉnh thức đối với ai? Tỉnh thức còn có nghĩa là coi chừng. Phải không nào? Coi chừng ai? Hầu như hội thánh nào cũng giảng về sự tỉnh thức. Nhưng không phải tất cả đều hiểu ý nghĩa của sự tỉnh thức mà Chúa đã mang lệnh cho môn đồ của Chúa phải làm. Vậy thì quý vị sẽ thi hành sự tỉnh thức là như thế nào? Làm thế nào để quý vị làm đúng ý nghĩa của sự tỉnh thức? Quý vị sẽ canh chừng ai? Quý vị canh chừng kẻ trộm hay là canh chừng chủ nhà? Để chúng ta xem. Chúa phán như thế này, Ma-thiơ đoạn 7 câu 15-20 chép: Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt thì phải đốn mà trộm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái đó mà nhận biết được. Sự coi chừng mà Chúa Giêsu mang lệnh cho chúng ta cũng được chính Ngài cung cấp nguyên tắc để sử dụng trong sự coi chừng này. Đó là Ngài cung cấp cho chúng ta biết cách phân biệt để coi chừng những kẻ bị ma quỷ sử dụng để chống phá công việc của Thánh Đấng Christ, chống phá công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hầu hết người ta đều coi chừng cái bên ngoài đến, hầu hết đều coi chừng bên ngoài nhưng mà không coi chừng bên trong. Chúng ta xem đi. Khi quý vị đi qua cái cửa sân bay để vào phòng chờ lên máy bay, tại đó người ta được kiểm soát quý vị một lần nữa. Khi quý vị đi qua mấy cửa, cái cửa này nó sẽ đọc tất cả mọi tín hiệu kim loại trên quý vị. Đấy, có nhiều khi quý vị vừa bước qua thôi, người ta bảo quý vị đi đi. Khi quý vị quay lại thấy có số, nó từ 1 đến 10. Họ quy định rằng từ số 5 trở lên là phải già. Còn từ số 1 đến số 3, số 4 có thể không. Bởi vì nhiều khi cái kim băng, cái nhẫn cũng là kim loại đó, cái số nó điện trở rất là nhỏ thì lên số nhỏ. Điện trở số to thì họ dừng lại để già quý vị đấy. Bíp, bíp, bíp. Thậm chí ở nước ngoài phải cởi dép ra, kiểm tra dép luôn. Nhưng nếu như các máy đó để tín hiệu sai lệch con số thì vô cùng nguy hiểm. Nếu nó đập sai con số, thay vì khẩu súng nó báo chỉ là cái chìa khóa thôi, thì người ta sẽ để lọt khí giới mang vào sân bay. Khẩu súng, cái khối lượng điện trở nó lớn thì máy sẽ phát hiện đó, rất là lớn. Nhưng nếu mà cái người ta để điều chỉnh cái tín hiệu đọc sai đó thì nó đã báo số hiệu của cái chìa khóa. Ví dụ chìa khóa đi qua máy chính xác đó, thì báo số 3. Nhưng mà bây giờ người ta để sai rồi, cái khẩu súng nặng cả kilo đây mà đi qua vẫn báo số 3 cả, thì người ta cho rằng người đây không có vũ khí, anh được đi qua và để lọt. Nhưng nếu chiếc máy đó để quá nhạy thì cái chìa khóa trở thành khẩu súng. Nhạy quá mà. Như vậy thì nếu như nhiều lần bị nhầm lẫn như vậy rồi, sẽ khiến cho cái người security đó cảm thấy chủ quan và phiền muộn, bị khủng bố bởi vì cái máy lúc nào cũng báo động có vũ khí không à. Nguy hiểm chưa nào? Từ bên trong, khi người ta đã in chí vào đầu mình cái điều gì là đúng rồi đó, in chí rồi đó, thì chính cái đó nó sẽ làm người ta sai lầm và người ta sẽ chống lại người nhà mà không biết. Ngày nay người ta đã canh chừng ai? Canh chừng người nhà. Đóng cửa không cho Thánh Linh đến. Chúng ta nhớ ở trong Giăng đoạn 1, Chúa đã đến trong xứ mình nhưng người ta không nhận biết Ngài. Người ta không nhận Ngài. Tại sao? Không đến gần. Cái này quỷ ám, cái này ma ám, có chừng ta. Người ta không nhận. Tại sao? Người ta đã được in chí rồi. Cái bộ điều chỉnh đó do những kẻ sai lầm, những kẻ kiêu ngạo làm chức vụ người thông giáo, người dạy luật đó sai lầm rồi. Nó điều chỉnh sai rồi. Như vậy là người ta không nhận ra Chúa nữa. Hễ Chúa đến thì gọi là ma quỷ. Sự in chí đó chính là kẻ thù nghịch. Sự in chí đó chính là sự sai lầm khiến người ta ngủ quên. Nên chúng ta phải hiểu rõ được, khi đến cái cửa này, đến cái bước này là chúng ta phải tỉnh thực, phải hiểu rõ được. Năm 1996, tôi làm chức sự của một hội thánh Tin Lành ở Hamilton, Canada. Tôi được tiếp kiến một vị mục sư cao nhất của hệ phái đó. Ông ta là hội trưởng của cái hội đó. Đến họp hội thánh chúng tôi vì cớ hội thánh chúng tôi yêu cầu được giảng về tiếng mới, được nói về các ơn tứ của Đức Thánh Linh, nhưng bị ngăn cấm. Vì chúng tôi đã tới hội thánh Vườn Nho trên Toronto và thấy có tiếng lạ tại đó mà hội thánh không cho đi nữa. Chúng tôi chất vấn và người ta mời ông hội trưởng xuống để giải quyết. Và qua cuộc nói chuyện đó, chúng tôi mới biết rằng 100 năm trước cái giáo hội này đã được Đức Thánh Linh ban cho rất nhiều ân tứ và Chúa sai rất nhiều người làm giáo sĩ cho các vùng ở phía nam của châu Mỹ.
Trong đó có một nhóm người giáo sĩ cực đoan, họ đã hiểu sai về lời của Chúa chép trong sách Công vụ các sứ đồ về ngày lễ ngũ tuần khi Thánh Linh giáng trên các môn đồ của Chúa tại phòng cao, thì người ta đều nói tiếng mới theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và có 15 sắc dân đã thấy được ra các môn đồ của Chúa nói theo tiếng của họ. Họ cho rằng là nếu Thánh Linh của Chúa vẫn hành động thì Ngài không thay đổi. Vậy thì họ không cần học ngoại ngữ, họ không cần học tiếng thổ dân, họ cứ đi. Rồi khi họ nói tiếng mới, Thánh Linh sẽ phiên dịch cho những người thổ dân hiểu. Và họ cứ đi. Kết quả là gì? Khi họ tới vùng Nam Mỹ đó, dân ở vùng đó đuổi những người này đi bởi vì cho rằng quỷ ám, vì họ không hiểu mấy người nói tiếng gì. Và những người này trở về báo cáo thất bại của mình. Thay vì rút kinh nghiệm sửa sai thì họ cấm luôn không cho nói tiếng lạ nữa. Và cuối cùng trở thành quy luật, trở thành luật lệ của giáo hội đó. Và khiến khi chúng tôi nhóm tại nơi đó là không được phép nói tiếng lạ. Quý vị biết rằng sau khi chúng tôi nhóm với ông ta và tôi nói là gì? Những gì Kinh Thánh đã chép, chúng tôi phải được ơn đó, phải được dạy về điều đó. Và nếu bây giờ Chúa cho, tôi sẽ nói tiếng lạ. Buổi đó là buổi cuối cùng ông ta gặp chúng tôi và 6 tháng sau ông ta phải về hưu. Cái sự in chí của người ta là vô cùng nguy hiểm. Như vậy chúng ta phải tấn tới sự trọn lành. Phao-lô đã hiểu rõ điều này. Nếu ông được cầu nguyện cho các hội thánh của Chúa, ông cầu nguyện cho Chúa mở mắt họ ra để họ hiểu được lẽ thật. Chúng ta biết rằng luật pháp được Chúa đã ban cho chúng ta không thay đổi, nhưng mà luật pháp của Thánh Linh sống giấu kín trong văn tự đó thì sẽ được đổi mới mỗi ngày. Thánh Linh sẽ bày tỏ sự mới cho chúng ta. Mới là vì mới chúng ta thôi, còn đối với Chúa là đã được ấn định rồi. Ca Thương đoạn 3 câu 22 đến 26 chép: ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói, Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người mong, trông mong và yên lặng chờ đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Ngày hôm nay chúng ta đang được cứu rỗi linh hồn chúng ta, nhưng có những ân tứ chúng ta đang chờ Chúa cứu chúng ta. Quý vị đang học sự cầu thay, mới chỉ học cầu thay thân thể xác thịt giải phóng mà thôi, chưa học đến sự cầu thay cho tâm linh. Bởi vì chúng ta chưa đủ trình độ để hiểu. Chúng tôi đã được học và đã biết điều đó. Vậy chúng ta phải bước cao hơn, đừng in chí bất cứ điều gì cả. Vì những sự mới mẻ của Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta đừng tự học về nguyên tắc của sự cầu thay, cũng chép ở trong sách Nehemi ra, dịch từ trong sách Nehemi ra, giải nghĩa từ trong sách Nehemi ra. Nhưng bây giờ khi chúng ta được đối diện với lẽ thật này, Chúa sẽ cho ta biết là cũng ở trong sách Nehemi này, đó là riêng mối nguyên tắc, phương pháp để mà chúng ta xây dựng cuộc đời chúng ta được trọn lành ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể lắm sang năm chúng ta được học sách Nehemi với lẽ thật khác nữa. Như vậy chúng ta không phép yên chí là đã là Nehemi thì phải thế này, phải thế kia. Có ai ngờ rằng Nhã Ca lại là chân dung của Thánh Đấng Christ không? Không có ai ngờ rằng sách Nhã Ca là một sách rất là lãng mạn trong Thánh này, lại nói về sự cao trọng nhất, thánh khiết nhất của Thánh Đấng Christ. Và bởi cái đó nên chúng ta không được phép in chí. Bởi vì ngày nay có rất nhiều nơi đã in chí, ấn định. Và bởi cái đó nên họ gạt bỏ tất cả mọi sự tham viếng của Thánh Linh. Và người ta không nhận được ơn của Ngài. Chúa Giêsu đã đến và Ngài cảnh báo về mọi sự mà người ta vốn hay in chí trong trí mình, trước những sự mà Đức Trời sẽ bày tỏ ra cho những người thuộc về Ngài những ngày sau đó này. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 47 đến 52 chép: nước thiên đàng cũng giống như một tay thả lưới xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng? Các môn đồ thưa rằng có hiểu. Ngài bèn phán rằng vì cớ ấy mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về nước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra. Ngày hôm nay chúng ta lớn rồi, chúng ta sẽ nói cách của người lớn. Và chúng ta đối diện với lời của Chúa, chúng ta bắt đầu nhìn lại mình xem trong tâm trí mình, trong sự hiểu biết của mình, cái gì cũ phải loại bỏ ra, không phải phá hủy đi, để nó sang một bên. Mình tấn tới cao hơn, không còn đánh vần nữa, mà học cao hơn, công thức cao hơn. Chúng ta xem, Thánh đồ Phao-lô Đức Thánh Linh dạy dỗ và ông viết như thế nào. Hê-bơ-rơ đoạn 6, câu 1 đến câu 3 chép: ấy vậy chúng ta phải bỏ qua các điều xưa học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành, trở lên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ cái việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm mọi điều đó. Bản King James Version chép này: therefore living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God,
of the doctrine of baptism and of laying on of hand and of resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. Có nghĩa là vì thế cho nên hãy để sang một bên các bài giảng sư học đầu của Đấng Christ để chúng ta bước tới sự hoàn hảo, chớ đặt lại lên nữa về sự ăn năn khỏi các công việc của sự chết, sự tin đến Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, của sự đặt tay, của sự sống lại, của cái đã chết và sự phán xét đời đời. Chúng ta sẽ làm điều đó nếu Đức Trời cho phép. Nghĩa là chúng ta đã học qua những điều này rồi, vậy chúng ta phải để nó sang một bên, đừng có vòng tròn nữa, cứ học hoài học lại nữa, học rồi hiểu rồi bước cao hơn nữa. Chúng ta không phải là ngày nào tuần nào cũng báp têm lại đâu, không, qua rồi. Nhưng điều đó sẽ để dành cho những người mới tin Chúa, sẽ tin Chúa, họ sẽ được học, nhưng rồi họ học rồi họ sẽ lên cao hơn và chúng ta sẽ tiếp tục bước cao hơn nữa, tấn tới sự trọn lành. Trước khi bước tiếp về điều này, chúng ta xem lời Chúa chép gì về điều này. Giê-rê-mi đoạn 31 câu 33 đến 36 chép: Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng hãy nhận biết Đức Giê-hô-va. Vì chúng nó thấy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng nó gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng, nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bây giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không là một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói, sẽ có một ngày không còn ai nói này, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va nữa, bởi vì tất cả đều biết rồi. Chúng ta không phải nói là, có báp têm chưa? Anh hỏi, tất cả đều báp têm qua hết rồi. Báp têm Thánh Linh luôn, báp têm bằng lửa nữa, còn đã báp têm bằng sự chết của Ngài nữa. Họ nhà thờ có mấy phép báp têm, họ không biết đâu, họ chỉ nói có một phép báp têm thôi. Vì họ cứ đứng hoài ở nơi đó thôi. Chúng ta bỏ nó sang một bên. Qua điều rồi, chúng ta bước cao hơn nữa. Đó là điều Chúa muốn chúng ta nhận biết được đó. Để không có buồn ngủ nữa, chúng ta bước cao hơn. Phaolô viết thư cho hội thánh Côrintô như sau. Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 14 đến 12 chép: Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết Chúa chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Cái máy vi tính mà chúng ta để dùng lâu quá thì chúng ta cũng phải loại bỏ một số thứ ở trong đó ra. Nếu cần thiết thì ghi lại một cái đĩa bỏ ra ngoài để giải phóng cái ổ cứng trong đó, để tiếp nhận cái mới. Chúng ta cũng vậy. Khi học trường tiểu học, chúng ta học 1A, lớp 2, lớp 3, ABC đánh vần, rồi thưa cô con đọc. Nhưng mà khi chúng ta vào trung học, chúng ta không phải thưa cô con đọc nữa. Khi vào khoa học, chúng ta không phải thưa đó. Chúng ta theo Chúa cũng vậy. Chúng ta phải nhận biết mình đang ở mức độ nào và phải tiếp thu thêm, trang bị cho chính mình để cao hơn. Như Phaolô đây, các anh em phải làm thầy mới đúng chứ, bây giờ còn học trò mà hay sao? Có ông sữa mai à? Phải ăn đồ cứng chứ. Chúng ta phải làm thầy, phải dạy cho người ta biết lời Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta nhận biết được thời kỳ của mình, căn cứ theo sự mà mình đã được dạy dỗ, thì mỗi người chúng ta phải làm công việc của người học thông thạo lời của Đức Chúa Trời và phải loại bỏ những sự sợ ra một bên đi để học sự cao hơn. Tới được cửa cũ này, chúng ta phải nhận biết trách nhiệm của chúng ta phải làm gì cho thích hợp với giai đoạn mới của cuộc đời mình theo Chúa. Như lời Chúa chỉ cho ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 1 đến câu 11 chép: Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ, và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban trước cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra, tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh của Ngài và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đấng Christ
và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lễ bổ nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời theo quyết định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Trời cách giản dị. Phaolô muốn chúng ta hiểu biết được đây là điều chúng ta sẽ phải làm như Phaolô đã được làm. Và khi chúng ta đã đến được cử cứu thuộc linh này, nghĩa là khi chúng ta nhận biết được nguyên tắc của giai đoạn này, chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta nhận được các ơn của Đức Trời để nhận biết ý muốn của Ngài như Phaolô đã viết. Phải xin ơn cao hơn. Đừng chấp nhận điều mình không có. Tôi không chấp nhận được điều chúng ta nói là ôi, Ngài muốn ban ơn cho ai thì ban, cảm ơn Chúa, tôi không có ơn, tôi cảm ơn Chúa, tôi im lặng, tôi nhìn. Chính sự in chí trong đầu chúng ta khiến ta bị ngăn trở, không nhận được ơn của Ngài. Khi tôi mới quay lại với Chúa, tôi nhớ là quãng đời của tôi gớm ghiếc lắm. Tôi nói tội của tôi có thể tranh chức cao hơn tội của Phaolô. Tôi tin thuyết điều đó vì Phaolô là người Hebrew, thì phải Benjamin. Ông có luật pháp của Đức Giê-va lên, có những tội, tôi phạm ông không phạm. Tôi phạm đủ thứ tội, không cần nêu ra, đếm không nổi, kinh khủng. Vậy mà Ngài ban ơn cho tôi, khi tôi tin rằng mọi ơn Chúa chết trong Kinh Thánh đó là dành cho những người tin Ngài nên tôi có. Vậy tại sao cho anh em chúng ta đây là người được học lẽ thật của Chúa rất là nhiều mà lại không có đủ ơn? Anh không phải lỗi của tôi không đặt tay trên quý vị. Không phải tôi đã giảng thiếu cho quý vị điều gì. Nhưng bởi vì sự in chí trong đầu quý vị, sự thỏa hiệp của mình với xác thịt mình không chấp nhận hơn. Vậy chúng ta phải xin Chúa. Gia-cơ nói, trong anh em chúng ta có ai kém hơn ngoan chăng? Hãy cầu xin Đức Trời. Ngài ban cho chúng ta cách dư dật mà không trách móc ai. Phải xin, phải dành lấy việc để làm. Khi vào trong nhà rồi, thấy người ta làm xong mọi sự rồi, mình quanh quẩn có gì cả. May quá cầm được cây rẻ đây rồi, thế là tìm có chỗ nào có bụi thì lau. Cũng là có việc làm đi. Phải không nào? Hãy tìm việc cho chính mình để làm cho được Chúa. Hãy làm việc. Còn ơn, tại tôi không có ơn đó. Ơn đến từ nơi Chúa. Mỗi người chúng ta phải xin ơn đó. Để làm gì? Để có việc làm, hầu cho tâm linh ta được vui mừng. Đừng để xác thịt nó chấp nhận cái thỏa hiệp đó. Nhưng để cho tâm linh Chúa ban cho chúng ta đó có việc làm để chúng ta được tấn tới. Bởi vì ơn sẽ càng thêm ơn. Khi chúng ta có ơn nhìn khải tượng sẽ có ơn giải chiêm bao. Khi có ơn giải chiêm bao sẽ ơn nói lời tiên tri. Khi có ơn nói lời tiên tri rồi sẽ hiểu được sự bổ nhiệm trong các sách tiên tri. Nếu chúng ta không mở cửa ra, không vào được trong các phòng. Vậy thì chúng ta phải xin Chúa, phải cầu nguyện với Chúa. Sau bài giảng này tôi sẽ cầu nguyện đặt tay trên quý vị rất là nhanh. Và chúng ta phải lấy được tin để tiếp nhận ơn của Chúa ban cho chúng ta. Đừng ngủ quên. Đừng chấp nhận Manasse, đừng chấp nhận cửa cũ, nhưng phải tấn tới sự trọn lành. Tôi đọc lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 3, câu 14 đến 21 trước khi chúng ta cầu nguyện. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào và biết được sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động cho chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện Chúa. Và tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn cho ta để bài tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp về các cửa cá cùng các tháp cho đến khi vào trong nền thờ Đức Chúa Trời. Hãy nài xin Thánh Linh Ngài ban ơn cho chúng ta khi chúng ta được đặt tay, chúng ta tiếp nhận ơn của Ngài ban ơn.